cùng tiêm kích trứng để mang thai, Minh Hằng vẫn cười nói vui vẻ, bà nhân vlog lại có thái độ khác hẳn. Thời gian gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng công khai quá trình làm thụ tinh nhân tạo như diễn viên Minh Hằng hay bà nhân vlog. Cả hai đều chọn làm IVF để được chào đón một sinh linh mới đến với gia đình. Tuy nhiên trong quá trình làm IVF, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng dù cùng một thủ thuật nhưng hai nhân vật này lại có thái độ cũng như biểu hiện khác nhau. Đó là trong quá trình IVF, người phụ nữ cần tiêm kích trứng để kiểm soát được quá trình trứng chín, rụng trứng để hút trứng ra kết hợp với tinh trùng tạo thành phôi trước khi đưa phôi trở lại cơ thể người mẹ. Trong khi Minh Hằng vẫn tỏ thái độ bình thản, thậm chí còn vui vẻ thì bà nhân vlog lại đau đớn quằn quại, nhiều người ví đau hơn đau đẻ khi tiêm kích trứng. Điều này làm công chúng đặt nghi vấn hot YouTuber này diễn, làm lố để nhận được sự thương cảm của khán giả. Thực tế cơ địa của mỗi người phụ nữ là khác nhau, khả năng chịu đau của mỗi người cũng không giống nhau, có người nhìn thấy kim tiêm là sợ, cũng có người thấy bình thường. Chính bà nhân vlog cũng chia sẻ, cuộc đời của mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Tất cả những thứ mẹ đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, chỉ mong con của mẹ sau này được trọn vẹn hơn, không như mẹ con nhé. Mẹ sợ tiêm, sợ thuốc, mẹ sợ đủ thứ nhưng vì con mẹ sẽ chịu đựng tất cả. Kích trứng bao nhiêu lần cũng được, chỉ mong mẹ có được con của mẹ và Teru. Do đó cũng không nên quá phiến diện khi đánh giá mọi việc qua góc nhìn của mình.